mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Ai là ai của kênh VTC2 đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi tuần thì những người thực hiện chương trình mong muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một gương mặt mới có những đóng góp trong làng khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông Việt Nam. Và hy vọng rằng qua những câu chuyện mà nhân vật chia sẻ sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nhiều suy nghĩ và cảm xúc thú vị và ấn tượng. Và chắc hẳn rằng ở phần đầu của chương trình với clip mà chúng tôi mang đến thì quý vị đã đoán được phần nào về nhân vật sẽ xuất hiện cùng chúng ta trong ngày hôm nay. Và cũng xin bật mí đôi chút là những hình ảnh về cô gái xinh nghịch mà quý vị thấy ở phần đầu chỉ là một góc của nhân vật hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu. Sẽ còn rất nhiều điều thú vị nữa để quý vị chúng ta cùng khám phá. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với nhân vật của chương trình ngày hôm nay, nữ CEO xinh đẹp cá tính, lập nghiệp khi tuổi còn đôi mươi và sự thành công gắn liền với dịch vụ đào tạo ngoại ngữ trực tuyến Ngoại ngữ 24h.com. Xin được giới thiệu nữ CEO xinh đẹp Vũ Thị Mai Phương. Xin chào chị và xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình Ai là ai ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Xin chào tất cả quý khán giả trên truyền hình. Vâng, chị Mai Phương thân mến, có thể nói chị là hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp, cá tính và cả táo bạo nữa trong cuộc sống của mình. Và giới trẻ thì đôi khi xem chị giống một thần tượng của họ khi làm nghề giáo nhưng lương tháng thì tính bằng con số hàng ngàn đô. Nhưng mà với phần clip ở đầu chương trình thì Vân Anh thấy rằng chị bận rộn như vậy nhưng mà cũng dành thời gian để vui chơi khá là nhiều. Chị có sợ mọi người xem clip vừa rồi và nghĩ là mình ham chơi, ham làm vẫn kiếm được nhiều tiền không? Thật ra thì hiện tại thì tôi đang làm giáo viên. Và cũng vì là một hình ảnh cho các học sinh của mình, thế cho nên tôi cũng hơi sợ bị hiểu nhầm. Thật ra thì những cái hoạt động vừa rồi thì chỉ là một cái buổi ngoại khóa mà một tuần thì tôi chỉ có một lần. Và Vân Anh thấy là mọi người, nếu mà những người hay chơi bia hoặc là những vận động viên chuyên nghiệp thì chúng ta có thể thấy là mọi người hay nhận xét là khi mà chơi bia thì chúng ta phải cân não rất là nhiều. Có phải như vậy? Đúng như vậy. Thực ra thì cân não hay không thì là tùy trò chơi của mình thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng khi bước vào trò chơi này thì tất cả mọi người đều mong muốn có được những đường cơ chuẩn xác nhất, vậy cho nên cũng đòi hỏi cái sự chính xác nhất định. Và quay trở lại với công việc của chị hiện nay thì được biết là chị không phải là người học sư phạm ra mà tốt nghiệp Đại học Ngoại thương chuyên ngành kinh tế đối ngoại, là một người học về kinh tế đúng không? Tuy nhiên khi ra trường lại chọn nghề giáo. Và Vân Anh cũng được biết là theo một số thống kê thì rất nhiều bạn học sinh, sinh viên hiện nay ngại làm nghề giáo, và có những người được hỏi thậm chí là nếu được chọn lại thì có chọn nghề giáo hay không thì họ thẳng thừng trả lời là không, bởi vì rất là nhiều người nghĩ là nghề giáo hiện nay lương rất là thấp. Còn chị, một sinh viên kinh tế ra nhưng lại chọn nghề giáo là con đường của mình, chị có thể chia sẻ thêm về điều này? Khi tôi học ở ngoại thương thì các thầy cô giáo nói rằng các em học ngoại thương với mục đích khi ra trường các em có thể làm được về xuất nhập khẩu, nhưng các em đồng thời cũng được đào tạo để khi ra trường có thể làm ở bất kỳ một môi trường lao động nào, miễn là phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân. Tôi nghĩ rằng khi ra trường thì tôi đã có một chút kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục, tôi có niềm đam mê và tôi cũng đã tích lũy được kiến thức để có thể làm việc trong lĩnh vực này. Thế là tôi quyết định làm việc theo cái mong muốn của mình và để có thể phát triển được tối đa những năng lực và phẩm chất của bản thân. Và Anh rất là muốn được biết là từ ý tưởng nào mà chị đã thành lập ra trang ngoại ngữ 24h.com? Thực ra khi đến với website ngoại ngữ24h.com thì rất tình cờ tôi và một người bạn thân ngồi với nhau trong một buổi chiều mưa và chúng tôi nghĩ ra một cái tên phù hợp trong lĩnh vực này, và một cách rất tình cờ cái tên đến với tôi một cách rất là tự nhiên. Và đến thời điểm này khi tôi thấy rằng cái tên ngoại ngữ24h trở thành một cái thương hiệu thì tôi cũng không nghĩ là cái bước khởi đầu nó lại dễ dàng như thế. Bước khởi đầu chỉ là một câu chuyện bên cốc cà phê đúng không? Đúng như vậy. Và là lúc đầu nói chuyện, sau đó là hai người bắt tay và thực hiện ngay lập tức. Đúng như vậy. Vâng. Và Vân Anh thấy là có vẻ chị cũng là một người rất là quyết đoán và thậm chí là chấp nhận rủi ro nữa. Khi lúc đầu là chỉ một cái câu chuyện, có thể nói là câu chuyện phiếm, chúng ta cùng nói chuyện với nhau, từ đó xây dựng nên ý tưởng và thêm đó nữa là mình lại còn làm trái ngành trái nghề đúng không? Vậy thì Vân Anh có thể dùng những từ gọi là mạnh mẽ, quyết đoán để nói về chị không? Thực ra thì tôi không nghĩ là mình quá mạnh mẽ và quyết đoán đâu. Vì thật ra thì mình là phụ nữ mà. Thật ra tôi nghĩ là tôi cũng khá là yếu đuối. Và bây giờ thì Vân Anh muốn có một phần trách nhiệm nho nhỏ cho chị, không biết chị có sẵn lòng tham gia phần này không? Bây giờ thì Vân Anh sẽ đưa ra cho chị có thể nhìn thấy đây là những hình học cơ bản. Những hình học cơ bản và chị có thể nhìn thấy 4 hình trong 4 ô vuông của chúng tôi tại đây. Và chị hãy đưa ra lựa chọn của mình là chị lựa chọn hình nào. Và sau khi chị đưa ra lựa chọn thì tôi sẽ nói cho chị biết là với việc lựa chọn này thì tính cách tương ứng của chị trong phần trắc nghiệm của chúng tôi sẽ như thế nào. Và hãy nhìn thật kỹ 4 hình của chúng tôi. Và lựa chọn của chị là tôi lựa chọn hình tam giác. Hình tam giác vì tôi thấy là một hình bên phải bên dưới, bên trái ở bên dưới thì tôi nghĩ là nó quá rắc rối. Còn hình bên đây phải có một hình tròn và một hình vuông. Tôi không thích những cái gì quá tròn trịa và quá vuông vức. Nên tôi sẽ lựa chọn hình tam giác nó sắc cạnh hơn. Như vậy là lựa chọn của chị Mai Phương là hình tam giác đúng không? Và bây giờ thì Vân Anh sẽ cho chị biết đáp án với phần lựa chọn này. Vân Anh nghĩ rằng khi mà được nghe đáp án này thì chị cũng sẽ cảm thấy là khá đúng với con người và tính cách của mình. Chắc hẳn là quý vị và chị Mai Phương cũng biết về những người Ai Cập cổ đại đúng không? Đó chính là họ chôn các pharaoh của họ, những người lãnh đạo trong kim tự tháp hình tam giác. Ngoài ra thì hình tam giác còn được sử dụng như một hệ thống phân cấp cho quân đội, chính phủ, nhà thờ, các tổ chức với sức mạnh được tập trung ở phần đỉnh của tam giác. Wow. Vâng, và bây giờ thì sẽ là phần tương ứng với tính cách của chị. Vâng ạ, chị hãy cùng lắng nghe xem nhé. Nhất là bạn là người đầy tham vọng và rất quan tâm đến nghề nghiệp của mình. Bạn là người có tầm nhìn, là nhà khám phá, nhà lãnh đạo, một con người của hành động. Bạn luôn hoàn tất công việc, bạn muốn mọi thứ được thực hiện ngay lập tức. Từ thường dùng của bạn là ngay bây giờ. Không phải là một ngày nào đó, cũng không phải là một lúc nào đó, không phải là ngày mai mà phải là ngay bây giờ. Chính xác. Bạn muốn là ông chủ, thích đưa ra mệnh lệnh và thích nắm quyền kiểm soát. Bạn sống quyết đoán với bản thân mình và người khác. Và bạn nghĩ bạn quyết đoán, người khác nghĩ bạn không thăng. Bây giờ với những cái phần mà Vân Anh vừa đưa ra thì chị thấy có đúng với mình không? Tôi nghĩ là đúng khoảng 80%. 80%? Vâng. Tôi thấy có hai điểm mà tôi rất ưng ý. Tâm đắc. Rất tâm đắc. Điểm thứ nhất là tôi luôn luôn có một gọi là tiêu chuẩn, kim chỉ nam cho hành động của mình, đó là luôn và ngay. Tôi luôn hành động luôn và ngay theo những cái suy nghĩ mà mình cho là đúng. Bởi vì tôi nghĩ rằng, theo như tôi nghĩ thì thực ra có rất nhiều bạn trẻ khi bắt đầu khởi nghiệp thì các bạn thường hay mất rất nhiều thời gian để lập kế hoạch cho vấn đề khởi nghiệp đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng khi lập kế hoạch, nếu như chỉ là một kế hoạch sơ bộ, chúng ta làm và chúng ta sửa dần thì tốt hơn là chúng ta sẽ là một kế hoạch quá dài, quá chi tiết và quá cẩn thận. Bởi vì thực tế khi chúng ta lập xong kế hoạch thì cái ý tưởng đó của chúng ta đã được thực hiện xong rồi và đã thành công ở nơi khác rồi. Vì thế cho nên quan điểm của tôi luôn luôn là luôn và ngay. Vâng, và là một CEO trẻ, Vân Anh nhìn thấy là chị cũng đã nói là đến 80% những cái lời mà chúng tôi đưa ra trong phần trắc nghiệm vừa rồi là đúng. Vậy thì Vân Anh thấy là với những tính cách như vậy, chị rất là phù hợp để trở thành người lãnh đạo và cũng như công việc của chị làm bây giờ. Tuy nhiên là tuổi đời còn khá rất là trẻ và có thể là cái số năm kinh nghiệm của mình chưa nhiều. Vậy thì những bước đầu chị quán xuyến quản lý công việc như thế nào? Như tôi đã nói thì khi tôi mới đưa ra ý tưởng và vạch ra được những mốc quan trọng trong cái kế hoạch kinh doanh của mình thì tôi bắt đầu vào làm luôn. Như vậy cho nên là ngay khi ra trường thì tôi đã bắt đầu làm rồi. Vì vậy cho nên đến thời điểm này thì tôi đã có 3 năm kinh nghiệm. Và tôi thường vừa làm và vừa sửa, và vừa làm mình vừa học hỏi thêm kinh nghiệm của các bạn đồng nghiệp, của những người đi trước. Và tôi cũng làm việc với các đồng nghiệp rất nhiều để có thể đưa ra được một phương án tốt nhất cho công ty của mình. Như vậy là cái phương châm ngay và lương của chị cũng được thể hiện trong điều này, bởi vì là chị không chờ lúc mà mình ra trường mới bắt đầu đi làm, mà bắt đầu làm từ ngay lúc mà mình còn đang ngồi trên giảng đường đại học đúng không? Và chính điều đó đã tích lũy cho chị những kinh nghiệm để có thể thành công như bây giờ. Và Vân Anh cũng xin mượn một lời trích của một bài báo mạng với chị Mai Phương, đó chính là 3 từ thôi: nổi như cồn. Có lẽ là nói đến nổi như cồn thì người ta hay nghĩ là chúng ta phải ở trong một lĩnh vực như là showbiz, thành một người nổi tiếng. Tuy nhiên nổi như cồn ở đây trong bài báo này nói là trong giới học đường. Và bản thân chị có nghĩ điều này đúng không? Và chị có nghĩ là mình là một CEO nữ đã nổi tiếng quá sớm? Cảm ơn câu hỏi của Vân Anh. Đây là một câu hỏi rất thú vị. Tôi nghĩ rằng ngày nay thì Internet rất là phát triển. Mọi người chỉ cần một vài bước đơn giản là có thể tiếp cận đến một thế giới rộng lớn. Và trong đấy có tất cả các lĩnh vực từ giáo dục, y tế, khoa học, xã hội, và rất là nhiều. Và với cái tốc độ phát triển quá mạnh của Internet cũng như là khoa học công nghệ thì việc khi mình đưa những cái bài giảng lên mạng mà bài giảng tốt thì việc được nhiều người biết đến và cái việc được mọi người hưởng ứng tôi nghĩ là một chuyện rất là bình thường. Về vấn đề nổi như cồn thì tôi cũng không dám nghĩ đến, vì tôi nghĩ là cái việc làm của mình còn chưa thể so sánh được với những công việc thầm lặng của hàng 100.000 giáo viên vẫn đang ngày ngày lên lớp và ngày đưa những bài giảng hay cho học sinh, và tôi nghĩ là cái việc làm của mình chưa thấm vào đâu với tất cả những công sức đấy cả. Nhưng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới đây thì tôi vẫn cứ tiếp tục làm việc và cống hiến và tạo ra những giá trị. Và tôi nghĩ là những giá trị đấy sẽ làm phong phú cho cuộc sống của tôi, và biết đâu cũng sẽ mang đến những giá trị và những lợi ích cho cả mọi người nữa, thì tôi sẽ rất vui về điều đấy. Ghi hình những bài giảng của chính mình rồi đưa lên các trang mạng học trực tuyến là công việc quen thuộc và diễn ra hàng ngày của Vũ Thị Mai Phương, nữ CEO của công ty cổ phần đào tạo ngoại ngữ trực tuyến 24 giờ. Và đây chính là hình ảnh rất quen thuộc đối với các bạn trẻ ưa thích học tiếng Anh trực tuyến. Đó là hình ảnh của người giáo viên mà cư dân mạng vẫn quen thuộc với tên gọi thật giản dị, cô Mai Phương. Có những nội dung, chủ đề tiếng Anh do chính Mai Phương giảng dạy đã đạt những truy cập đáng nể, thu hút đến trên 200.000 lượt xem. Đây là con số không dễ gì đạt được đối với hình thức đào tạo ngoại ngữ trực tuyến. Trở lại với quãng thời gian khi còn ngồi trên ghế nhà trường, với việc xuất sắc giành 2 giải quốc gia môn tiếng Anh, Mai Phương quyết định thi tuyển vào khoa Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương. Trong môi trường học tập năng động, Phương đã có cơ hội tham gia giảng dạy tiếng Anh trong suốt thời gian còn là sinh viên. Cô đã hợp tác với nhiều trung tâm ngoại ngữ, các website đào tạo trực tuyến, và đặc biệt, cô chính là trợ giảng cho Tổng Giám đốc Apollo Việt Nam. Tuy học nhóm ngành kinh tế xuất nhập khẩu, nhưng dường như Mai Phương lại có duyên đối với nghề sư phạm. Tôi bắt đầu đi dạy từ năm học lớp 7. Thầy giáo viên cho con trai của cô bán gạo ở đầu ngõ. Và tôi nghĩ là đấy chính là cái cơ duyên để cho tôi có thể trở thành một người giáo viên sau này. Và cơ duyên này đến với tôi sau khi tốt nghiệp, tôi đã quyết định theo đuổi giáo dục. Tôi cảm thấy rất may mắn bởi khi ngay khi quyết định theo đuổi con đường này thì tôi đã có kiến thức nhất định về ngoại ngữ, có kinh nghiệm giảng dạy. Có lẽ vì cái duyên với nghiệp giảng dạy này mà ngay khi tốt nghiệp đại học, cô cử nhân kinh tế này đã táo bạo và mạnh dạn thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ và lấy hình thức giảng dạy trực tuyến làm bước đi chiến lược cho công ty. Với hình thức lấy việc học và đào tạo trực tuyến làm mũi nhọn, kết hợp hài hòa với việc dạy trực tiếp trên lớp, chỉ sau 3 năm thành lập, hiện nay Mai Phương đang sở hữu 3 cơ sở đào tạo ngoại ngữ có tiếng và được các bạn trẻ quan tâm. Đầu tiên là mình học tiếng Anh ở trên YouTube, xem các clip về các khóa học và các bài giảng. Thì mình cũng thấy trên YouTube có rất nhiều clip giảng dạy cô Mai Phương. Mình đã xem gần hết. Chung là mình thấy cái cách cô giảng dạy cũng rất hay. Sau đó thì mình đã tìm hiểu đến trung tâm để muốn là được học trực tiếp từ cô. Cô Mai Phương thì có cách giảng dạy rất là tự nhiên, với cả có phương thức giảng dạy mà buộc học sinh phải, tức là không quá gò bó, nhưng mà buộc học sinh phải làm bài tập đầy đủ, và nói chung là vì thế mà bọn mình tiếp thu bài rất là nhanh. Vừa quản lý, điều hành các cơ sở đào tạo, vừa tham gia giảng dạy trực tiếp trên lớp và trên các trang mạng xã hội, nhưng dường như với một nữ CEO trẻ tuổi và nhiều đam mê như Mai Phương, thì những gì đã có và đạt được không làm Phương thỏa mãn. Không chỉ là việc duy trì một mô hình kinh doanh, mà quan trọng hơn là việc không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, trau dồi kiến thức ngoại ngữ bằng nhiều phương pháp và mang kiến thức đó truyền đạt cho cộng đồng. Vâng, và chị Mai Phương thân mến, đã có nhiều người nói rằng chị là một cô giáo, một cô gái YouTube, bởi vì là chị có rất là nhiều bài giảng của mình được update trên YouTube, và trong clip vừa rồi thì chúng ta cũng thấy một số hình ảnh như vậy. Vậy thì chị có thể cho biết cụ thể hơn, kỹ càng hơn vì sao chị lại chọn phương pháp tiếp cận này? Tôi nghĩ rằng học trực tuyến và học qua mạng, học từ xa sẽ là những giải pháp giáo dục của thời đại công nghệ, và đây sẽ là những giải pháp giáo dục mà sẽ được lựa chọn rất nhiều ở các trường đại học cũng như các học viện, và đây là phương pháp học cả dành cho những người đi làm nữa. Tôi nghĩ là nó rất phổ biến trong tương lai. Vậy cho nên với cái tiếp cận này thì tôi cũng muốn tiếp cận với những cách giảng dạy và những cái phương pháp đào tạo giáo dục mới nhất. Ngoài ra nữa thì tôi cũng có giảng các cái chương trình học khác ở trên các trang luyện thi như luyện thi TOEIC, luyện thi IELTS. Và với quá trình như vậy thì tôi cũng nhận ra rằng cái việc đào tạo trực tuyến sẽ là con đường của tương lai, là con đường sắp tới. Và như chị nói thì hiện nay việc học online trên mạng là một việc rất là phổ biến và dễ dàng tiếp cận. Vậy thì như vậy cũng sẽ nảy sinh là một vấn đề là sẽ có rất là nhiều cạnh tranh giữa các trang học trực tuyến với nhau. Vậy thì làm thế nào để trang ngoại ngữ 24h.vn có thể cạnh tranh được với các trang mạng khác? Thật ra thì tôi cũng không nghĩ đến vấn đề cạnh tranh. Không nghĩ đến. Một sinh viên học kinh tế nhưng lại không nghĩ đến vấn đề cạnh tranh. Đúng. Có phải là phi logic không? Như tôi đã nói thì chúng ta cứ tạo ra giá trị thì thành công rốt cuộc sẽ đến. Vậy cho nên thay vì nghĩ rằng cạnh tranh như thế nào thì tôi thường hay nghĩ là làm thế nào để tạo ra giá trị tốt hơn, giá trị tốt hơn nữa. Có lẽ vì vậy cho nên tôi hầu như không bao giờ bị đau đầu trong vấn đề cạnh tranh và vấn đề kinh doanh cả. Hầu như tôi dành phần lớn thời gian để viết sách và để tìm tòi những bài giảng hay hơn. Vậy cho nên khi tôi luyện thi, ví dụ luyện thi TOEIC hoặc luyện thi IELTS thì tôi đều tháng nào tôi cũng phải đi thi như một thí sinh thực sự để mình có thể có kinh nghiệm, cọ sát và mình biết được những cái cập nhật với bài thi mới nhất. Như vậy là chị không chọn phương pháp cạnh tranh bằng việc là cứ PR thương hiệu, mà cái Vân Anh nghĩ rằng là cái yếu tố để chị có thể cạnh tranh được tốt với những trang khác đó chính là về chất lượng của sản phẩm giáo dục của mình, đúng không? Và bản thân chị tuy là người quản lý nhưng mà lại rất là đầu tư về chuyên môn của chính bản thân mình, luôn luôn cập nhật những chương trình mới, những giáo trình mới và từ đó đưa ra những cái bài giảng sát nhất để học sinh có thể dễ dàng tiếp thu. Vân Anh nghĩ đó chính là cái giá trị chị tạo ra để có thể cạnh tranh với các trang mạng khác. Và nếu như trong mong muốn của chị thì trong thời gian tới ngoại ngữ 24h.com sẽ phát triển như nào? Tôi muốn ngoại ngữ 24h trở thành một địa chỉ học trực tuyến tốt và có hiệu quả. Tôi muốn nhiều người biết đến thương hiệu ngoại ngữ 24 giờ hơn, với có thể sẽ là hơi chậm một chút. Thế nhưng luôn luôn là rất chất lượng và rất là tốt. Với mỗi sản phẩm ngoại ngữ 24 giờ đưa ra thì đều tất cả mọi người đều cảm thấy yên tâm với sản phẩm đấy vì đã được chọn lọc và đã được xây dựng với một đội ngũ giáo viên rất là tâm huyết và yêu nghề. Và tôi cũng muốn mọi người giờ được biết đến với việc xuất khẩu một số những cái chương trình học tiếng Anh xuất sắc ra nước ngoài. Mình rất là thích làm bánh và nếu như mà có thời gian ấy, mình rất là thích ở nhà và làm một bánh gì đấy. Tôi có rất nhiều loại bánh và mỗi loại bánh thì lại có một loại công thức khác nhau, và làm bánh thì cũng đòi hỏi khéo tay một chút và thời gian một chút, nhưng mà cả hai cái việc này thì mình đều không có nhiều lắm. Thế nhưng mà có lẽ cũng vì thế là mình rất thích làm. Mỗi khi có một sản phẩm mới ra đời thì có thể mang bánh lên rồi chia sẻ với chồng. Hai vợ chồng ngồi xem phim hoặc là xem bóng đá cùng với nhau, cùng ăn bánh, cảm thấy cuộc sống rất là tuyệt. Vợ tôi mặc dù là rất là bận rộn và không có nhiều thời gian ngoài cái thời gian làm việc, tuy nhiên là mỗi khi mà về đến nhà thì cái khoảng thời gian ở bên gia đình và người thân đối với cô rất là đáng quý. Và có thể nói là lúc đấy là mọi áp lực công việc hay là mọi bận rộn trong kinh doanh luôn luôn là bị gạt sang một bên. Đó là cái thời gian mà có thể nói là hết sức là thoải mái đối với cô ấy. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã theo dõi những hình ảnh về một nữ CEO Mai Phương rất khác, năng động và trẻ trung. Và đặc biệt là Vân Anh vẫn nhớ hình ảnh admin của trang forum những người hâm mộ câu lạc bộ Chelsea. Và chị có thể chia sẻ thêm về niềm đam mê bóng đá này của mình. Thực ra thì tôi nghĩ cũng không cần phải chia sẻ nhiều về niềm đam mê bóng đá, bởi vì hiện nay có rất nhiều các bạn nữ yêu thích, đam mê môn thể thao vua này. Và tôi có tham gia vào câu lạc bộ fan hâm mộ câu lạc bộ Chelsea. Như vậy là ở phần đầu tiên là VR đúng không? Còn bây giờ là bóng đá. Chị rất là yêu thích thể thao đúng không? Và Vân Anh được biết rằng là ngoài việc là đam mê bóng đá, quản lý trang forum ra thì chị cũng còn tham gia việc viết sách luyện thi nữa. Và chị có thể chia sẻ về quá trình viết sách của mình như thế nào? Ở thời điểm hiện tại, trong công việc của tôi thì có lẽ là phần lớn thời gian là để viết sách. Vì những công việc khác thì tôi đã thất vọng rồi, vậy cho nên hầu hết thời gian bây giờ tôi dành cho việc viết sách. Khi mà Vân Anh đọc những cuốn sách thì thường thấy là rất là nhiều tác giả cùng đồng sáng tác của cuốn sách đó. Vậy thì còn chị thì sao? Đúng vậy. Trong quá trình viết cuốn sách này thì tôi cũng làm việc với rất nhiều đồng nghiệp, trong đấy thì những đồng nghiệp giáo viên Việt Nam, các giáo viên hiện đang giảng dạy tại trung tâm Ngoại ngữ 24h. Đồng thời thì cũng có những giáo viên bản ngữ và cả những chuyên gia nước ngoài. Tôi có thể kể đến Stephanie, cô giáo đã từng từ Pháp bay một chuyến bay sang Việt Nam để có thể trao đổi với tôi chỉ về một cuốn sách. Hoặc tôi có thể kể đến Christopher Gryll, một người bạn người Anh rất là đẹp trai, dễ thương. Anh Chris đã giúp đỡ tôi rất là nhiều trong việc nói những cái file với ba mình dùng trong những cái sách này. Qua chia sẻ của chị Mai Phương thì Vân Anh nghĩ rằng là chắc hẳn khán giả truyền hình cũng đang rất là tò mò về người đã đồng hành cùng với chị trong những cuốn sách với những tính cách mà chị vừa nêu, và cũng sẽ là một bất ngờ mà chương trình muốn dành tặng cho chị Mai Phương cũng như khán giả truyền hình ngày hôm nay, đó chính là sự xuất hiện của nhân vật mà chị vừa nhắc đến. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón anh Christopher Gryll. Wow. Hey. Can you believe it? Nice to meet you. Firstly, thank you for your presence today. Trước tiên, cảm ơn anh đã tham dự chương trình. Câu hỏi đầu tiên, anh đã gặp Mai Phương trong hoàn cảnh nào? Vâng, cách đây không lâu, tôi tham dự một hội thảo đào tạo giáo viên mà tôi tìm thấy ở trên mạng. Tôi đến đó để gặp gỡ các giáo viên và gặp những người làm việc trong ngành. Tôi đã gặp Phương ở đó và tôi rất ấn tượng với bộ sách của cô ý. Chúng tôi đã làm quen và giữ liên lạc với nhau. Làm việc với Mai Phương và chương trình học trực tuyến của cô ấy, anh nghĩ gì về các chương trình học trực tuyến như những gì Mai Phương đang làm? Ồ, tôi nghĩ đây là ý tưởng tuyệt vời. Nó đang được thực hiện và áp dụng trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Anh, quê hương tôi. Công nghệ ngày nay phát triển rất mạnh. Đây là một điều tuyệt vời cho người sử dụng. Nó có tính tương tác, nó có tất cả những gì bạn cần để học nếu bạn có kết nối Internet. Tôi biết chương trình của Phương hiện đang phát triển và tôi nghĩ rất sớm thôi nó sẽ trở nên rất có giá trị. Khi cộng tác với Mai Phương và giảng dạy tại Việt Nam, anh nghĩ gì về thanh thiếu niên Việt Nam? Họ rất xuất sắc, tôi rất thích bạn trẻ Việt Nam. Các bạn rất nhiệt tình và vui vẻ. Mỗi khi tôi đưa ra một cái gì mới mẻ, các bạn đều nghe và hiểu hoàn toàn. Vâng, các bạn trẻ Việt Nam rất thông minh, nhiệt huyết và tôi yêu thích việc dạy tiếng Anh cho họ. Vâng, và xin cảm ơn anh Christopher Gryll qua những lời chia sẻ rất là chân thành vừa rồi. Qua những chia sẻ đó thì chúng ta cũng phần nào hiểu hơn về cô gái mà chúng ta trò chuyện ngày hôm nay, chị Mai Phương, với những giá trị mà chị đang tạo ra cho cộng đồng của mình và giúp cho giới trẻ của Việt Nam tiếp cận với tiếng Anh ngày một tốt hơn nữa. Một lần nữa thì xin cảm ơn Christopher Gryll. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vẫn hay nói với nhau rằng chăm nghe không bằng một thấy. Và sau đây thì Vân Anh muốn quý vị chúng ta sẽ cùng xem một số hình ảnh mà chúng tôi đã phải săn lùng trên Facebook của chị Mai Phương. Vâng ạ, đầu tiên là một cái tin nhắn xin nghỉ phép của học sinh. Em hỏi giúp đứa bạn chính xác là bao giờ học hả cô? Giữa thứ Sáu em ạ. Vâng, và sau đây là tin nhắn xin phép nghỉ học. Kính gửi cô giáo yêu quý vô cùng. Hôm nay em có việc bận, không đi học được. Xin phép cô cho em nghỉ học ngày hôm nay. Em cảm ơn cô. Học sinh Giáp Ngọc Vượng VIP 23. Vâng ạ, và cô giáo trả lời cũng rất là xì tin. Ok em, hôm nay có đầy lý thuyết mà lại nghỉ chứ, đúng không? Và còn 2 chấm ngoặc ngoặc là biểu tượng chúng ta khóc òa òa như nhau hù, đúng không? Vâng ạ, và anh thấy là cuộc trò chuyện này không giống cô giáo học sinh lắm đâu, mà giống như hai người bạn rất là thân thiết với nhau. Vâng, còn phải đó là cái mối quan hệ mà chị tạo với những học sinh của mình, luôn tạo sự cảm giác thân thiện, gần gũi, giống như một người chị, một người em. Thật ra thì khi tôi đứng ở bục giảng thì không ai nghĩ là chị và em đâu. Thật ra là một cô giáo chính hiệu và luôn luôn có một khoảng cách nhất định. Thế nhưng giữa tin nhắn và sau buổi lên lớp của tôi thì mối quan hệ lại được xác lập lại như cũ, và vẫn là những người chị và người em rất là thân thiết. Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những hình ảnh tiếp theo mà chúng tôi đã cập nhật được. Một bức ảnh là chị chia sẻ một câu gọi là chúng ta hay nói là quote lên Facebook, đúng không? Một câu trích dẫn. Sometimes life doesn't give you something you want, not because you don't deserve it, but because you deserve more. Vâng ạ, đôi lúc thì cuộc sống không mang đến cho bạn một điều gì đó bạn muốn, bởi vì không phải bởi vì là bạn không xứng đáng, mà bởi vì bạn xứng đáng với điều hơn thế nữa. Tại sao chị chia sẻ cái câu trích dẫn này và trong trường hợp này? Thì tôi thấy rằng rất nhiều học sinh của tôi cũng như những người bạn trẻ của tôi đều cảm thấy rất buồn mỗi khi mình gặp phải một thất bại trong cuộc sống, dù ở trong học tập hay là trong bất kỳ một công việc gì. Tôi nghĩ là cái cảm giác đó là cần thiết, bởi vì khi mình có những cảm giác đấy thì mình sẽ có động lực để mình có thể làm tốt hơn. Thế nhưng mỗi khi gặp một bạn hoặc là một học sinh có cái chuyện buồn như vậy, tôi muốn đưa câu này để mọi người cảm thấy được khích lệ hơn và tiếp tục làm theo con đường mà mình muốn. Và có lẽ là cái câu này sẽ giúp động viên rất là nhiều người, đặc biệt là những học trò của chị khi mà có bất cứ khó khăn hay vấp váp nào trong cuộc sống, đúng không? Và Vân Anh nghĩ rằng là cái trích dẫn này cũng cho thấy chị là một người có thái độ sống rất là lạc quan, và Vân Anh xin chúc chị sẽ luôn luôn giữ được cái niềm hạnh phúc như bây giờ từ trong nụ cười, trong ánh mắt của một người phụ nữ có thể là đó là thành đạt và bây giờ đang ở cái điểm cân bằng được giữa cuộc sống gia đình cũng như công việc của mình. Và xin chúc chị sẽ ngày càng thành công hơn nữa, và cảm ơn chị đã tham gia chương trình Ai là ai ngày hôm nay. Vâng, và quý vị các bạn thân mến, câu trích dẫn vừa rồi cũng thay cho lời kết của chúng tôi ngày hôm nay là đôi lúc cuộc sống không mang đến cho bạn những điều bạn mong muốn, không phải bởi vì bạn không xứng đáng, mà bởi vì bạn còn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế. Tất cả chúng ta ai cũng ấp ủ trong mình những niềm đam mê và hy vọng, hãy khát khao, hãy cống hiến và thực hiện những ước mơ của mình, và rồi thành công sẽ mỉm cười với bạn. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.